Hello, xin chào mọi người, lại mình đây, mình đã quay lại. Và hôm nay đi ra cửa coi có gì không. Hôm nay thật sự rất là chán, bây giờ là nghỉ hè rồi, không biết làm cái gì nữa. Wait. Ý, món quà về nè. Ý, này món quà của anh Hiếu Trần. Các bạn có gì qua bên kênh ảnh subscribe cho ảnh nha. Hôm nay ảnh gửi về giveaway. Để mình vô nhà anh bóc cho các bạn coi. Quên nữa. Hello các bạn, nếu các bạn đầu tiên đến channel này, mong các bạn subscribe cho mình và like cho mình cái video này nếu các bạn thích. Mình tên là FireKK. Cảm ơn các bạn. Alright, hôm nay mình rất là vui được giveaway của từ anh Hiếu Trần Collection. Rất là cảm ơn anh vì một cái món quà như này. Món quà figure. Để mình sẽ unbox cho các bạn. Let's go. Đây là cái hộp quà của anh gửi về. Đúng, nó về sớm hơn dự định á. Mình tưởng là thứ 6 hoặc thứ 7 nó sẽ về, mà ai ngờ nó về sớm hơn có dự định nữa. Đây, để mình sẽ unbox cho các bạn. Bóc thôi nào. Cảm giác được unbox rất là sướng. Sướng cực kỳ. Anh có rất là kỹ nha. Bỏ mấy cái tờ này vô để không bị gắt. Và một cái spot để vô cho nó gọn á mọi người. Chút hồi mình sẽ dán nó lại. Anh Hiếu Trần rất là kỹ nha. Bỏ mấy cái tờ giấy này vô để cho nó đỡ giặt á. Và đây là rất là kỹ. Ảnh xài gãy mấy con figure này. Ủa. Rất là nhiều giấy. Hả? Trong hộp đã hết. Thì giờ chỉ có là unbox thôi nào. Let's go. Lúc nào cũng vậy. Unbox là cái vui nhất trong khi tất cả mọi thứ. Ui, quá trời băng keo luôn à. Những cái này mình sẽ để lại nha. Mình sẽ bỏ vô trong hộp. Tại vì mấy này diễn rất là vui. Với lại mấy miếng này nữa. Một lần nữa em cảm ơn anh Hiếu Trần rất là nhiều. Rồi đây. Ồ, anh còn giữ được cái bọc luôn, cái đầu luôn à. Mình cũng hay sưu tầm figure xong rồi mình sẽ giữ lại cái đầu. Chàng trai sau mũ của chúng ta đây nè. Đây, chàng trai khoai to lực lưỡng. Đây là chàng trai khoai tây lực lượng Gogeta. Đây là mình mới vừa để xong luôn cái hộp nè. Đó, đây là của một hãng SC. Đó.
nó rất là nét nha. Và đây là những bộ phận đi kèm, một cái spay và hai cái miếng này. 1, 2, 3. Đối với mình đánh giá, nói chung là rất là ngon, rất là đẹp, nói chung là không biết diễn tả ra sao nữa. Nói về chi tiết con giá con này mình cũng không biết nói sao nữa. Nhỏ nhưng mà rất là chi tiết, cái màu của nó các bạn có thể thấy nó rất là chân thật, mà rất là chân thật. Và một lần nữa em rất cảm ơn về con Figger này. Thật sự mà nói rất là đẹp. Thôi mình nghĩ cái video này mình sẽ kết thúc tại đây, tại vì nó quá đẹp, mình không biết nói gì thêm nữa. Và xin cảm ơn các bạn đã coi cái video này. Và mong các bạn cho mình một nút subscribe và nút like. Cảm ơn mọi người nha.